Con trai tôi tên là Cường, từ khi học cấp 3 là cháu đã biết yêu. Bạn gái của con trai tôi tên Phương là cô bé học lớp bên cạnh. Tôi chỉ biết được con trai có người yêu khi mà Phương đã mang bầu và được mẹ đẻ dẫn qua nhà tôi nói chuyện. Ngày ấy tôi biết con trai mình đã làm sai, ảnh hưởng đến tương lai của người khác, nên tôi bắt con trai phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng mà tôi không thể ngờ, chính Phương lại từ chối kết hôn với con trai tôi. Thậm chí con bé còn có ý định đến bệnh viện làm thủ thuật, để giữ lại huyết mạch gia đình tôi động viên phương sinh con tôi sẽ nuôi đứa bé và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé thế rồi phương sinh ra một bé gái trao con nhỏ cho tôi rồi lên thành phố kiếm việc làm con trai tôi cũng vì muốn có tiền nuôi dưỡng đứa bé nên cũng lên thành phố làm công nhân năm tháng trôi qua phương cũng chấp nhận về sống chung với con trai tôi như vợ chồng nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn thì phương lại từ chối hồi đầu năm nay cháu gái tôi đến tuổi đi học nhưng theo quy định tên cháu phải có trong hộ khẩu nhà tôi thì mới có thể đăng ký cho cháu học trường gần nhà được. Nếu không cháu sẽ phải theo hộ khẩu của mẹ đẻ. Khi đi nhập khẩu dây mơ rễ má lung tung, tôi lại phải đưa cháu gái đi làm xét nghiệm ADN. Khi cùng con trai và cháu gái đến trung tâm xét nghiệm, tôi rất bình thản vì nghĩ đây chỉ là một thủ tục rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà kết quả nhận được lại như xét đánh ngang tay. Bé Hoa, đứa bé tôi đã nuôi dưỡng suốt 6 năm qua, lại không phải là cháu ruột của tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm Chẳng biết bao lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần Nhìn đứa cháu gái ngoan ngoãn Mà tôi hết lòng yêu thương Nuôi nấng từ lúc lọt lòng Lại không phải ruột thịt của mình Nước mắt tôi rơi lã chả Trở về nhà con trai Tôi thấy Phương đang dọn quần áo Nhìn vẻ mặt con bé rất bình thản Nhìn thấy chúng tôi Phương bình thản nói Ồ mọi người về rồi đó hả Tôi chuẩn bị đưa con gái đến nơi khác sống Thái độ kiểu này Có lẽ ngay từ đầu Phương đã biết Bé Hoa không phải là con của thằng Cường Thật sự tôi không hiểu nổi tại sao Phương lại lừa dối gia đình tôi như vậy, nhưng khi tôi hỏi về bố đẻ của bé Hoa, Phương không trả lời mà quay mặt vào tường khóc, cảm thấy có điều gì đó bất thường, tôi bảo con trai ra ngoài để Phương thoải mái rút bầu tâm sự với tôi. Những lời nói sau đó của Phương khiến tôi bị sốc ngang, ngày xưa mẹ đẻ đã đem Phương đi gán nợ, kết quả là Phương mang thai. Biết Phương có tình cảm với con trai tôi, Để đã đến nhà tôi bắt vạ để tôi không mang tiếng với người đời. Nghe Phương kể, tôi thấy thương con bé. Hơn nữa mấy năm qua tôi nhận thấy Phương là người tốt, chẳng có gì để chê về người con dâu này. Tôi bấm bụng khuyên nhủ con trai nên bỏ qua chuyện cũ, chấp nhận coi bé Hoa như con ruột. Con trai tôi rất yêu bé Hoa nên đồng ý ngay lập tức. Nhưng lần này người từ chối vẫn là Phương. Con bé nói, con rất cảm ơn bác đã yêu thương và chăm sóc cho bé Hoa mấy năm qua. Nhưng bé Hoa là con của một mình con, không liên quan gì đến nhà bác cả. Bác hãy để cho con đưa bé Hoa đến nơi khác sinh sống. Thấy thái độ phương như vậy, con trai tôi làm ầm lên, tìm đến nhà mẹ đẻ của phương để làm cho ra lẽ. Lúc này mẹ đẻ của phương đã tái hôn với một người đàn ông giàu có. Bà ta sợ chuyện xấu hổ của phương lộ ra ngoài sẽ chẳng còn mặt mũi nào, nên đã đưa con trai tôi một khoản tiền lớn để con trai tôi im lặng. Bên cạnh đó, bà ta cũng mong muốn con trai tôi nhận nuôi bé Hoa để phương tự do đi tìm người đàn ông giàu có. Thấy mong muốn của mẹ phương không hề quá đáng, hơn nữa bé Hoa do tôi nuôi từ nhỏ, Tôi cũng không nở để cháu rời xa vòng tay của mình, nên đã chấp nhận yêu cầu đó. Nhưng làm cách nào thuyết phục Phương thì tôi cũng chưa nghĩ ra. Tạm thời bây giờ bé Hoa đang ở với Phương và học ở một ngôi trường khá xa nhà tôi. Hàng tuần tôi vẫn đến thăm cháu gái. Bé Hoa luôn miệng đòi tôi đưa cháu về sống cùng. Tôi nên làm thế nào đây? Tự tin thì không có sai, nhưng mà tự tin cộng thêm ảo tưởng là sai vãi trưởng cho nói thiệt á là mình cũng bị bệnh tự tin đẹp trai nhà có điều kiện lại còn học giỏi không tự tin nóng lấy tiền đâu mọi người thì mình cũng giả bộ nhưng mấy bộ ngôn tình lạnh lùng cao lãnh lại có chút chảnh chảnh để mà kiếm được nữ chính đáng yêu mặc dày theo đuổi đồ đó mọi người cũng giống như mọi người nha mình cũng có nhiều người chủ động nhưng mà những người ấy lại chỉ đeo bám tính nết một số người cũng kỳ một số người còn tán mình để thách thức những cô gái khác nữa tự nhiên mình lại cảm thấy hơi phiền nha Chắc uh, cuộc sống tình cảm này uh, đã khiến mình gấp đôi sự cao lãnh luôn. Đó là chuyện mình có tình cảm với một bạn nữ. Bạn ấy đúng chuẩn gu mình nha mọi người. Cũng chính bạn ấy là người tán tỉnh và chủ động làm quen với mình đó. Khoảng thời gian bạn ấy nói chuyện rồi mua quà cho mình cũng khiến mình rung rinh. Mình đã đổ bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà cuộc đời lại không như mình mơ. Tính tỏ tình bạn uh, thì phát hiện ra bạn cùng các bạn nữ khác cả cự thách thức nhau ai tán được mình. Thế là một sad boy được ra đời đó Bản thân cũng không mơ mộng vì chuyện tình yêu ngọt ngào gì nữa Rồi lên đại học cũng tính chăm chú học hành Là một người con trai không màng sự đời Đợi vừa rồi mình nghỉ ốm nên không biết cô giao bài tập nhóm Rồi đến khi có một bạn nữ Ava quay đầu lại kết bạn rồi nhắn tin cho mình Mình mới tò mò nên ấn vào tin nhắn thấy bạn gọi tên Nghĩ bụng chắc là muốn tán tỉnh mình rồi Đời làm quen chứ gì Trời Thế là mình mới rep lại chứ Xin lỗi cậu, mình có bạn gái rồi Đấy, nhanh gọn lẹ, đỡ bị làm phiền. Nhưng mà đáp lại mình, đối phương lại chấm hỏi, nghĩ là bạn ấy không tin cho nên mình mới chắc nịch nói lại chứ. Cậu không tin thì tùy thôi, nhưng mình á, giờ có bạn gái rồi và mình rất là yêu bạn gái mình. Chỉ là không ngờ đối phương đáp lại khiến mình muốn độn thổ không thôi. Thế là chúc mừng hai bạn nha. Còn mình chỉ muốn nói là cậu có bài tập nhóm. Mình là nhóm trưởng nên phân công cho cậu làm phần đầu bài. Mai cậu đi học thì gặp bọn mình ở phòng B2, 201. Chúng ta ở lại bàn bạc nha. Má trời ơi Thế có chết mình không cơ chứ Rồi thành nó bản thân có khác nào Thằng khùng bảo tưởng sức mạnh đúng trời Rồi xong mình cũng ok Rồi tắt máy dậy đành đạt luôn Biết trượt như thế này thì đã không tổ ra bản thân nguy hiểm Làm cái éo gì Tự nhiên không muốn mai phải đối mặt với bạn nữ kia ghê á Sợ bạn ấy cười vô mặt mình chứng gì mọi người Cuối cùng buổi sáng cũng đến thôi Mình mất ngủ chỉ vì suy nghĩ Làm thế nào để trốn Nhưng mà đâu được đâu Đến phòng như bạn nữ nói Mình có thấy một nhóm năm người Cả nam và nữ Nhưng mà cái người mình chú ý nhất Đó là chính bạn ngồi đầu bàn kia Và mình chắc chắn Đó là cái bạn mà nhắn tin với mình qua Thấy mình vào Bạn ấy bắt đầu gọi mình qua Rồi giới thiệu Mình cũng quên mất cái sự xấu hổ trước đó Mà làm quen với mọi người luôn Xong nha, trước khi về, mình có lại bàn thêm về bài tập Tại mình nghĩ một ngày cho nên muốn hỏi nhiều thứ lắm Bạn nhóm trưởng thì cũng nhiệt tình chỉ Bị cái là bạn ấy nhớ dài vai cả trường Đang bàn bạc chuyện học tập Thì bạn liền hỏi một câu khiến mình cứng đơ ờ, Chắc cậu phải yêu người yêu lắm ha Tại mình còn chưa nói gì Cậu đã khoe có bạn gái rồi kìa Rồi xong Chuyện gì đến nó cũng phải đến mọi người Giờ mà bảo tại mình nhiều gái theo đuổi quá Nên lấy cớ thì nó không phải hại hơn đúng không Đã làm thì làm cho trót rồi, rồi. Ok diễn kịch cười cười Bảo sợ bạn gái ghen đồ đó Ai biết được vì lời nói dối này mà nó lại tăng độ khó hơn cho mối tình sau. Sau mấy tuần hợp hạnh vậy, tiếp xúc tự nhiên, cái tự nhiên mình mình rung rinh với bạn nhóm trưởng luôn mọi người. Mà mình cứ thân thiết một tí là bạn ấy né như né tà luôn. Thế là mình mới hỏi bạn ấy sao lạnh lùng như vậy thì bà đáp tỉnh bơ. Ủa, thì cậu có bồ rồi mà, mình phải né chứ trời, không có công mình đánh ghen oan sao trời. Có chết mình không mọi người Rồi nói dối dữ chưa Rồi méo tán được người yêu đó Giờ mình cũng đang tìm cách giải thích Nhưng mà phải khơi lại cái sự nhục nhã đợt trước ha ta Sao mà tự cầm đá tự đập chân mình dữ gì trời Rồi là tự tin dữ chưa Đẹp trai nhiều gái theo dữ chưa Mà sao chơi ngu vậy hả Chuyện là em với bố em sống chung với nhau từ nhỏ Từ lúc đủ nhận thức tới bây giờ Thì em chưa từng biết mẹ em là ai Lúc nhỏ em có từng hỏi bố nhưng bố đính trong lãng rồi chuyển sang chủ đề khác. Từ năm này qua năm nọ, em cũng dần dần không hỏi bố nữa. Nhưng em luôn thắc mắc, trốt cuộc mẹ em là ai? Nói về bố của em, bố thật sự là một người đàn ông rất chu đáo, nấu ăn ngon, chăm đi chuyên, với lại cũng không chịu chè cờ bạc. Sáng bố đi làm, tối bố về nhà với em, tuy không có tình cảm từ mẹ, nhưng em không bao giờ cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình. Bố chăm em siêu kỹ luôn. Chuyện con gái bố cũng quan tâm và giáo dục giới tính của em rất tỉ mỉ. Bố thường nói vui với em là, con gái lớn rồi, yêu đương thoải mái nhưng đừng để bác sĩ bảo cưới nha con. Hôm đó em được trống tiếc nên về sớm, thấy ông bà từ dưới quê lên, cũng thấy xe bố đã về, em trón tránh định vào nhà để tạo bất ngờ cho mọi người. Tự nhiên em bỗng nghe tiếng ông quát lớn, mày vì thằng đó mà mấy năm nay mày chăm con cho nó, dưới quê người ta không nói trước mặt tao, nhưng sau lưng người ta cười vô mặt tao nè. Không biết sự tình trước đó như thế nào Nhưng mà đây là lần đầu em thấy nội em nổi nóng đến như vậy Từ trước đến nay em rất ít về quê thăm ông bà Nhưng ông bà cũng thương em lắm Thường xuyên gửi quà bánh dưới quê lên cho em Nghe ông nói vậy em sững người Thì ra là người bao năm nay lo cho em không phải là bố ruột của em Không hề có một tí máu mũ quan hệ gì với em cả Em xót thương cho em Và em cũng xót thương cho bố em Người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả tình yêu thương của mình cho con của người mình thương. Lúc đó em cảm thấy cô đơn vô cùng. Kiểu cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi. Em ra công viên nơi mà bố với em hay đi dạo với nhau. Em khóc rất nhiều, khóc quên cả thời gian. Cũng không nghe thấy những cuộc điện thoại nhở mà bố gọi cho em. Trời từ sáng chuyển sang tối, tầm 6 giờ tối. Em thấy bố em từ xa chạy lại. Thấy bố em khóc nhiều hơn nữa chắc bố cũng biết em đã hiểu được những cớ sự tréo ngoe bố chậm chậm ôm em rồi cùng em khóc hai bố con khóc thật lâu em bình tĩnh rồi hỏi bố bố ơi bố vẫn còn thương con đúng không thấy mình hỏi vậy bố đánh yêu mình rồi nói con khờ quá à. bố thương con từ trước đến nay con đều biết mà nghe bố nói xong hai bố con cười đói đói rồi bố dẫn em đi ăn chứ em khóc từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả sau khi về nhà bố nhìn em rồi kể toàn bộ sự việc ba trượt của em tên là dương khi xưa bố em yêu ba dương rất nhiều bố dành hết toàn bộ tâm sức của mình để yêu ba mặc kệ sự phản đối từ gia đình bố vẫn nhất định không bỏ tình yêu này thế nhưng gia đình của ba dương thì không như vậy trước có họ ép ba kết hôn với một người phụ nữ mà ba không hề yêu sau khi sinh con thì người phụ nữ ấy bỏ nhà theo nhân tình để ba ở lại tự một mình gà trống nuôi con sau đó chừng vài năm ba dương gặp được bố hai người yêu nhau say đắm và chính bố mình hiện tại đã chấp nhận và yêu thương mình như con đẻ của bố chuyện tình của hai người cứ ngỡ là sẽ có kết cục có hậu thế nhưng số phận éo le gia đình của ba dương khi biết ba quen với bố thì vô cùng phản đối đánh đập kỳ thị quyết từ mặt không nhận mặt cả con lẫn cháu sau đó ba dương mắc căn bệnh hiểm nghèo không bao lâu thì ba ra đi mãi mãi trước khi ra đi ba dương gửi mình lại cho bố với hy vọng bố sẽ yêu thương và nuôi nấng mình nên người và đó chính là lý do mình có thêm một người ba nữa chuyện tình giữa ba và bố là động lực để em sống tốt mỗi ngày sống tiếp phần đời của ba và yêu thương bố thật nhiều mọi người hồi đi học có không thích thầy cô nào không em trước nha Em siêu siêu không thích một người chính là cô dạy toán của em hồi đó. Người gì đâu mà hả Thảo Mai thấy bà nội luôn. Chưa kể xấu tính phải gọi là bằng cũ chứ đừng đùa. Nhưng mà oái âm lắm. Em vẫn dính vào cô sau 8 năm không gặp là thế nào ta? Chuyện kể từ những ngày tháng em mòn đít ở trường cấp 3. Em gặp cô trong cả 3 năm tròn chỉnh. Chán mà chẳng muốn học luôn. Cô Vân chính là người làm mất nền tảng của em chứ không ai khác. Kể xấu cô ấy một chút. Cô là một trong những người mà tính toán giỏi nhất mà em biết Vì cô ấy tính toán cả về học sinh mà Ai đời mà cứ thích chôm đồ của học sinh Rồi không bao giờ trả Học sinh nói chuyện, làm việc riêng Cứ thế ném phấn vào mặt rồi Lôi cha lôi mẹ ra chửi Mọi người nghe xem có được không Chưa kể còn bị lớp khác trêu qua lớp em trút giận Báo cáo với nhà trường là lớp em hư đốn Nạt cô giáo khiến bọn em bị học phụ huynh khiển trách Thật sự lúc đó chúng em cạn lời với sự hỏi chấm của cô Thế mà hả dạ xong, cô cười vui vẻ và đi chúng em qua những bài kiểm tra bất thình lình, kèm bài tập của đội tuyển. Nghĩ lại mà vẫn không sao hết tức được luôn á. Sau 8 năm, chúng em chẳng quan tâm đến tin tức của cô ấy nữa, tập trung cuộc sống của mình thôi. Đợt này em hơi mệt mỏi, nên có tham gia lớp học khiêu vũ để giảng gân cốt. Tình cờ lại ghép đôi với một anh trai. Anh này tên là Phong, dáng người dẻo dai, khuôn mặt cũng sáng sủa. Em nhìn có chút quen mắt, nhưng không sao nhớ là đã gặp ở đâu. Tuy là anh Phong ghép đôi với em, nhưng mà anh là học viên cũ, biết nhiều lại còn giỏi. Nên anh luôn chăm chú dạy cho em từng động tác, từng chi tiết một sao cho chuẩn chỉ nhất, khiến em tiết bộ rất nhanh. Ngày hôm đó, các học viên rủ nhau đi ăn. Em với anh Phong ngồi cạnh nhau, anh ấy luôn gấp thức ăn cho em, rồi còn uống đỡ cho em nữa. Em ơi, chỉ cần một hành động thôi là quá đủ rồi. Anh Phong phải là của em về sau em với anh ấy nói chuyện nhiều hơn ngoài giờ học chúng em có đi chụp ảnh đọc sách cà phê chiều cùng anh ấy nữa và cứ thế thì mưa dầm thấm lâu chúng em yêu nhau lúc nào không hay quen nhau một năm hơn anh phong quyết định đưa em về nhà ra mắt trước khi về anh ấy cũng có nói với em về tình hình là có chị gái tên vân chị ấy không lấy chồng mở vậy luôn em nghe thấy điềm rồi nhưng mà khi đến thấy chị ấy thì em thật sự sốc luôn chính là cô giáo dạy toán của em chứ đâu Sao quấy lại là chị của anh Phong được? Bước vào nhà em cũng chào hỏi lễ phép. Thì cô Vân nhìn một cái rồi nói, ơ, nhìn em có vẻ quen mắt ha. Em tên Nga, từng học tại trường cấp 3 này đúng không? Không ngờ nay lại được gặp em tại nhà thế này. Vâng cô, em cũng chẳng mong gặp được cô một chút nào hết. Em cảm thấy khó chịu vô cùng. Em gượng cười rồi đi vào trong nhà. Cô Vân vẫn thế, vẫn dùng ánh mắt đó phán xét người khác rồi cất lời, ngày xưa em là đứa con gái hay cãi nhất nhóm đúng không? Hồi đó cô ấn tượng không tốt về em lắm, giờ thì cũng đỡ hơn chút nhưng vẫn không tốt nha. Mà giờ em đang làm gì, học hành thế chắc chẳng làm gì được đâu ha. Vãi trưởng, cái nghiệp từ miệng ra chứ từ đâu? Em vẫn bình tĩnh trả lời cô Vân. Bác gái thấy thế cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi hỏi đi chuyện khác. Bác gái rất hiền lành, dễ tính, còn chịu khó vào bếp dù tuổi đã lớn nữa chứ trong khi cô vân lại lôi bài vở gì đó giả vờ nghiên cứu sau đó nói vọng vào mẹ ơi mẹ cứ để đó cho em nó làm quen tay đi mẹ làm mãi rồi sắp đến lúc hưởng rồi đó mà cô nói cho nga biết này mẹ cô đã già rồi thì không có nghĩa vụ phục vụ phụ em và thằng phong nên mà khi về nhà này em nhớ là phải chăm chỉ lo toan từ trong ra ngoài còn lượng mà không làm được á thì cũng phải học hỏi làm dâu chứ không có phải chơi dâu đâu mà ngồi mát ăn bát vàng mình không có cái đầu rồi thì mình vận động chân tay vậy thôi. Thiệt sự, sao mà cô ấy thốt ra lời nào là thấy vô duyên lời đó luôn ấy. Em quá hiền để cô Vân bắt nạt hay sao, mà cứ thích nói gì là nói. Mẹ anh Phong thì xin lỗi, bảo là chị ấy già rồi, nhưng mà tính cách không đổi, chịu khó chút. Thôi thì nhà nào cũng có khiếm khuyết, thế coi như cô Vân là khiếm khuyết của nhà anh Phong vậy. Đến giờ cơm đang ngồi ăn, thì cô Vân bắt đầu dở trứng tiếp. Hai đứa định cưới rồi ở đâu đây? Phải về đây chứ, có mẹ với chị ở đây mà. Nhà này kiểu gì chẳng có hai đứa. Hai đứa nên có hiếu chút, phụng dưỡng mẹ và chị cho tốt. Thế thì mới để đức cho con cháu được. À, mà nói mới nhớ, em Nga phải biết là chị phải dạy thằng Phong học mệt lắm đó. Giờ nó mới được khôn ngoan như thế này, rồi yêu em, chứ không lấy đâu ra. Rồi chị ấy lại quẩn quanh là ngày xưa em hư đốn, Vừa nãy làm cơm thấy lóng ngóng không biết có được dạy làm dâu Sang nhà con trai phải biết điều không Đúng là tính bịa đặt thấm vào trong máu mà Đến giây phút chị ta nhắc đến bố mẹ không biết dạy em hồi cấp 3 Làm phát điên lên rồi sổ thẳng mặt Chị Vân nè Giờ em không phải là đứa 18 tuổi bợp chợp nữa Mong chị đừng có lôi chuyện ngày xưa ra nói nữa Em cũng chẳng phải là con chị chẳng có quan hệ gì với chị còn chưa làm dâu nhà này mà chị đòi cái gì mà biết điều biết việc nuôi chị sau này chị nằm mơ hả chị em lấy anh phong chứ có lấy nhà anh phong đâu mà phải như vậy chị bớt đòi hỏi lại đi mà em thấy nếu mà chị tốt thì đã có người lấy chị chứ không phải là ế chỏng ế chơ để rồi ngồi bôi nhỏ người khác như vậy đâu chị nói người thì nhìn lại mình giúp em em vừa dứt lời thì cô vân tác thẳng vào má em một cái anh phong quát lên đầy tức giận nhưng phe người nhà phe người yêu anh cũng rất khó xử cuối cùng anh quyết định nắm tay em rồi đi về luôn trên xe anh xin lỗi em rất nhiều và hứa nếu có cưới nhau sẽ không bao giờ để em bị xúc phạm như vậy nữa nhưng lúc này em rối bời vô cùng em có nên tiếp tục mối quan hệ với anh phong hay không em cảm thấy cô vân chính là quả bom nổ chậm đến lúc phán đã đóng thuyền ba ta lại bắt đầu hơi dở chứng thì em biết phải sao mọi người cho em xin ý kiến với tiếp tục hay dừng lại mới được đây Chuyện tưởng chừng chỉ thấy ở tớp tớp trong những câu chuyện kịch bản được vẽ lên thì lại xảy ra ở ngay trong gia đình tôi. Tôi tên Hoa. 26 tuổi, tôi đang là trợ lý giám đốc của một công ty sản xuất thiết bị nhỏ. Tôi, ngay từ nhỏ thì tôi đã rất thích học. Các thành tích của tôi luôn được xếp hàng hạng cao trên trường. Nhưng mà trong mắt bố mẹ, nó chẳng là gì cả. Bố mẹ tôi cho rằng con gái không cần đi học, chẳng cần học giỏi, học cao làm gì con gái chỉ cần lấy chồng giàu với xính lễ cao là được rồi chính vì thế mà thi xong đại học bố mẹ tôi định bắt tôi đi làm công nhân may mà tôi được học bổng không mất tiền học đại học nên bố mẹ tôi mới cho tôi lên thành phố với điều kiện là không chu cấp gì cả hồi đó tôi ngày đi học tối đi làm tới khuya người trở nên gầy rọc đến một cái bánh mì nhân trứng tôi cũng chỉ dám ăn một nửa buổi sáng cho có sức đi học còn một nửa để dành ăn tối trước khi vào ca làm may là học bổng đã hỗ trợ phần nào cuộc sống của tôi chưa không cảnh đầu đường xó chợ chắc chắn là sẽ xảy ra. Ngày đi học đã mệt, nhưng tôi còn tranh thủ đi làm thêm đến tận tối mệt. Dù có ốm tôi cũng chẳng dám nghỉ, vì nghỉ làm làm gì có tiền. Mong lắm một lời hỏi thăm từ bố mẹ, nhưng những cuộc gọi điện của họ chỉ là hỏi tôi lấy lương chưa, có tiền không gửi về quê cho bố mẹ để lo cho em trai đóng học hoặc là mua điện thoại quần áo cho nó. Mùa đông rét căm căm, bạn bè bằng tuổi đi chơi Noel tôi vẫn vực mặt rửa bát ở quán ăn rồi tất cả chạy bàn nghĩ mà tuổi thân cho những ngày đó nhưng mà lúc nào nói với mẹ là tôi đang kẹt tiền vì đóng học phí thì mẹ lại quay sang mắng chửi thậm tệ tôi không phải là con gái của mẹ sao sao mẹ lại chỉ thương một mình em trai đối với mọi người nhà là nơi để về còn đối với tôi nhà là nơi mà tôi muốn chạy trốn nhất tết là dịp để cả nhà quay quần vui vẻ với nhau Năm đó tôi cũng cố gắng xin nghỉ sớm để về nhà với bố mẹ. Vừa bước vào nhà, bố mẹ đã giật túi ba lô của tôi. Không hề một câu hỏi han Bố mẹ sách hộ con mệt không? Toàn là câu hỏi. Ở ru rú trên thành phố mãi chẳng thèm về. Chắc kiếm được nhiều lắm. Tiền để đâu? Tao còn sắm Tết. Quanh năm gửi được tí tiền mà lúc nào cũng bảo cô không có. Không có thì nghỉ học đi về quê mà làm công nhân. Chả được cái tích sự gì. Nuôi báo cô. Nhìn bố mẹ lao vào bới tung đồ đạc để xem có gì giá trị không. Tôi bàng hoàng đứng lặng người, mặc kệ nước mắt rơi lã giả. Nhưng không tìm được gì, họ lại quay sang mắng chửi rồi đánh đập. Bằng những từ ngữ hết sức nặng nề mà tôi không nghĩ được rằng bố mẹ có thể nói với con cái như vậy. Thế là ngay đêm 30 Tết, tôi bị họ đuổi ra khỏi nhà giữa cái lạnh căm căm. Tôi ôm ba lô quần áo vất vưởng trở lại thành phố, nhìn mọi người được quay quần bên nhau chúc mừng năm mới, cái tết đó sao mà ám ảnh đến vậy so với sự tàn nhẫn của gia đình sự cô độc trên này còn dễ chịu hơn vì người lạ còn tốt với tôi hơn là người thân những cái tết tiếp theo hay là những kỳ nghỉ dài ngày tôi cũng không bao giờ dám trở về nhà nữa chỉ hùng hục vào làm việc và để họ bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần nhớ lại tôi cũng không biết là mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào nữa quá mặc cảm về một gia đình như vậy tôi cũng chẳng dám yêu ai vì sợ họ sẽ phải lo gánh nặng gia đình mình nữa. Bao nhiêu năm cố gắng cài cuốc, hiện tại tôi cũng đã tự mua được cho mình một căn chung cư nhỏ. Chỉ cần trả góp thêm một chút nữa, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, mong chờ ngôi nhà của riêng mình. Nhưng mà chuyện này tôi không nói với bố mẹ, sợ họ biết sẽ làm loạn, rồi lại đòi tiền, giấu kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi khá kính tiếng trong việc mua nhà, nhưng chả biết từ miệng người quen nào bố mẹ tôi biết chuyện này. Hôm ấy tôi đang làm việc, lễ tân ý ới gọi ra vì bố mẹ tôi tới quậy. Vừa gặp bố mẹ đã bắn thế tác. À thì ra con qua làm ở công ty to vậy, hẳn nhiều tiền lắm. Mày làm nhiều tiền mua nhà mua xe mà không nhớ tới bố mẹ già ở quê. Thấy bố mẹ ầm ý, tôi hốt khoảng ra cản. Bố mẹ, đây là nơi con làm việc, bố mẹ đừng có nói linh tinh như vậy nữa. À giờ mày giỏi lắm rồi, mày không còn lương tâm nữa hả? Hai cái thân già này nai lưng làm nuôi mẹ ăn học đại học, thứ vô ơn bội nghĩa ăn cháo đá bát. Trong lúc tôi đang ức không nói nên lời trước những lời chửi bới của bố mẹ, anh giám đốc bước tới. Anh Hoàng là người hiểu chuyện, còn trẻ đã mở được công ty, giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ anh Hoàng dọa kêu bảo vệ vì làm ồn, bố mẹ tôi mới chịu đi về. Tôi tưởng mọi chuyện vậy là đã xong, nhưng không. Tối đó hai đứa đang nấu ăn thì tiếng chuông cửa kêu. Tôi nhờ bạn ra mở cửa vì dở tay vừa bước vào bố mẹ tôi đã suýt xoa ghê thật nhà đẹp gớm tôi bàn hoàng ra tiếp đón bố mẹ ơ tại sao bố mẹ biết con ở đây mà đến tao nghe bà Thìn nói mà biết tại sao mày là con gái tao mua được nhà mà không nói bố mẹ một tiếng hả hay là mày quên công ơn của bọn tao rồi tôi vòng vo đáp thì bố mẹ có bao giờ quan tâm con ở đâu đâu suốt mấy năm đại học rồi ra trường bố mẹ chỉ quan tâm con đi làm thêm được bao tiền gửi về cho thằng tùng thôi bà mẹ tôi lườm quýt con gái con đứa lớn đầu rồi mà vẫn trơ tráo với bố mẹ. Mày quên ai là người nuôi mày ăn học để mày kiếm tiền mua được nhà hả? Giờ thì nhà này của tao rồi. Thật hết nói nổi. Lúc con gái vất vả vật lộn với cuộc sống, bố mẹ chỉ chăm chăm đào được bao nhiêu tiền sắm sửa cho thằng con trai quý tử. Giờ khá lên tí thì đòi hết công lao quyền lợi. Bạn tôi bên tôi vài câu cũng bị bố tôi nói té tát. Cháu là bạn qua mà không biết bảo ban nó. Hay là cháu lôi kéo nó theo đường láo tuyết vậy? cho có biết em trai nó vì không có nhà có xe mà bị gia đình nhà gái khinh rồi từ hôn đó không? Mẹ tôi nói chêm vào. Đúng rồi đó, tao với bố mày mặc mũi ê chề vì em mày không cưới được vợ. Sao mà sinh con đẻ cái được? Mày hơn 30 tuổi đầu không chịu lấy chồng thì cũng đừng có mà làm tuyệt giống của em mày chứ. Nói tôi đã đành, bố mẹ còn mắng lây cả bạn tôi. Tôi tức quá gắt lên. Bà có thôi ngay đi không? Đừng có lấy cái danh nghĩa bố mẹ ra mà nói với tôi. Thử hỏi xem, ông bà có xứng đáng làm bố mẹ không? Ông bà làm khổ tôi bao năm như thế chưa đủ hả? Cút đi, cút hết đi." Vừa hét tôi vừa đẩy bố mẹ ra khỏi nhà, rồi khóa cửa lại. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao tôi lại có một gia đình như thế? Ngày xưa bố mẹ tôi thiên vị tôi chưa hề trách, vậy sao bây giờ bố mẹ tôi lại quá đáng như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác, bố mẹ làm khổ tôi về mọi người? Đến nước này tôi có nên đoạn tuyệt quan hệ với cái gia đình này không? Lương tháng thì chỉ có dăm 7 triệu mà gặp phải thằng bạn báo thì đúng là chỉ có ăn chu pin thôi các bác ơi. Mà nhà nó chứ cưới vợ như thằng quỷ ấy, làm như ăn cơm bữa hàng ngày, cứ cưới xong lại ly dị, cưới xong lại ly dị. Với cái đà này em nghĩ chẳng mấy chốc nó sẽ lập kỷ lục Guinness là người kết hôn và ly dị nhiều nhất trên thế giới. Hoặc giả dụ nếu ông Tơ bà Nguyệt có biết đến sự tồn tại của thằng này, ông bà sẽ dí thèm xe duyên từ đầu luôn cho nhanh thì đầu đuôi là như này. Em có thằng bạn em tên Tuấn, trước cùng học chung cấp 3 với nhau. Xong rồi cũng tính là anh em chí cốt với ba thằng khác nữa, gọi nhau một tiếng huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hết cấp 3 rồi đến khi học đại học xong ra trường thì Tuấn đi theo nghề luật sư, còn em thì bên kỹ sư công trình. Nói chung là công việc của cả bọn đều ổn, không có vấn đề gì. Nhưng đường tình duyên của thằng Tuấn thì đúng bất ổn méo chịu được. Lần đầu kết hôn nó lấy một em tên Hân, người gốc Hà Nội, xinh, năng động, mẫu người hướng ngoại hẳn hoi Nên tụi em đều cho rằng à nàng thơ có ông tướng tuấn đây rồi Anh em chỉ cốt mà, tiếc gì vài đồng tiền mừng Nên em hừng cho hẳn 3 triệu coi như là chúc bạn và vợ hạnh phúc mãi mãi Tình cảm bền lâu, đến đầu bạc trăng long Ai về mãi mãi của Tuấn chỉ được có 3 năm Đến trăng còn chưa kịp long Thì em đã nhận được tin nó ly hôn Anh em vào xin ra tử mà Sợ nó buồn nên mới rủ ra quán bia Để giải tỏa nỗi lòng Ai về em lo vừa xa vừa thừa Mấy cốc liên tiếp rồi nó vẫn cứ hớn ha hớn hở Như thằng đàn ông chưa hề qua một đời vợ Luyên thuyên với em đủ kiểu Hơ, Em đoán là thằng này nó đang cố che giấu nỗi buồn đây nè Nên là nhẹ nhàng hỏi chuyện cho nó trút bỏ nỗi lòng Ê nè tao biết là vấn đề riêng tư chắc mày cũng không muốn bạn bè hỏi kỹ quá nhưng mà chuyện ly hôn với em hơn là thật hả? cứ tưởng đụng đến vết thương lòng của nó thì Tuấn sẽ một là im bặt, hai than thở, ba hận cuộc đời. vậy đó mà chẳng trúng cái não trơn, nó vẫn giữ thái độ rất tỉnh bơ trả lời em. Ừ đúng rồi. em với tao còn trẻ quá nên chưa muốn trói buộc cuộc đời và hôn nhân. lấy nhau cũng chỉ vì ông bà hai bên cứ càm ràm suốt mà thấy tao với em là vợ chồng nhưng sống chẳng khác gì người dân nước lã nên từ bỏ khuyên can bọn tao luôn. Giờ thì bọn tao lại tự do, thích làm gì làm đấy. Ban đầu em còn nghĩ chắc vợ chồng chúng nó phải xích mít cái gì ghê gớm lắm nên mới ra nông nổi này. Đâu có dè hai đứa này chia tay. Với lý do nó rõ ràng, lãng xẹt, làm em chưng hững vãi luôn. Căm nín chẳng biết là nên vui hay nên buồn thay cho nó. Thấy mặt em dài thường thường không nói gì, mà thằng Tuấn lại là luật sư giỏi đoán ý người khác, nên nó đổi chủ đề luôn. Chà, mày nghĩ tao sẽ buồn tình nên trội tao ra đây uống bia hả? Bảo sao tôi cứ thấy lạ Ngày thường rủ tới rủ lui mà còn sợ vợ biết uống bia Thì nhà lại gà bay chó sủa một trận Ê, mà sẵn lâu rồi anh em mình chưa tụ tập Mày gọi luôn hội ba con kỳ lân tới đây đi Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp chúng nó Đến chịu với nó Mình ly dị vợ Thì cứ dững dưng như không Trong khi nỗi đau người khác thì sát muối ứ trượt phát nào Mà xuất phát điểm cái tên có hay ho gì đâu hả các bác cũng chỉ vì ba thằng còn lại trong nhóm đều bị người yêu cấm cho cái sừng to tổ bố, nên thằng Tuấn đầu tiêu đặt luôn thành hội ba con kỳ lân. Mẹ mày, cứ gọi chúng nó đến. Xong rồi đến lúc gặp lại ăn tẩn éo trượt phát nào cho coi. Rồi chẳng mấy chốc hai năm sau, nó lại bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. lần này là với một bạn gái cùng quê cùng tuổi tên diễm diễm thì không năng động hướng ngoại như hân nhưng mà trộm vía lại thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình quán xuyến nội ngoại có vẻ là thành thục lắm em quan sát thì cũng mừng thay cho nó tin tưởng chắc nịch ý trung nhân là đây rồi nên mừng luôn hẳn chỉ vàng cho hai vợ chồng tập trung gây dựng tổ ấm nhưng thế quái nào một năm đúng một năm sau thôi đó em lại hay tin chàng và nàng đã đường ai nấy đi Lần này thì em quyết chí phải hỏi thẳng thằng Tuấn cho ra nhẽ Nên hẹn nó ở quán cà phê Rồi chẳng mấy cũng đến hôm hẹn Em chỉ đợi nó ăn vị ở ghế là em sổ cho một tràng Mày đừng có nói với tao là vợ chồng mày Lại điệp khúc còn trẻ nên vẫn còn muốn tự do nha Gần 30 tuổi đầu cả hai đứa rồi Trẻ trung cái mốc khỉ gì nữa mà lại ly dị hả Tuấn Lần này thì Tuấn không tỉnh bơi như lần ly hôn trước Nó thanh minh với em luôn Đờ mờ, lần này khác nha Em diễm với tình cũ không rủ cũng tới nối lại tình cảm Nên ta mới buông tay ẻm nha Vậy, thế mà nó không hó hé cũng chẳng trùm ben gì mới ảo chứ Trong phút chốc em đã nghi ngờ Hay thằng này nó là Bồ Tát chuyển sinh Chứ nghĩ đi nghĩ lại là méo gì có thằng đàn ông nào vợ có người khác Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như nó Mày có thật là chồng cái diễm không vậy? Éo ghen, éo bốc phốt, éo đi sang nhà vợ để bố mẹ vợ giải quyết hả? Tuấn im lặng một lúc rồi mới trả lời em tưởng là nó sẽ nói cái gì đó nghe rất là văn minh kiểu giữ thể diện cho vợ không tình thì còn nghĩa vợ chồng thế nọ thế trai, cơ mà không hề em nhấn mạnh thẳng thằng quể này mạch não điếu bình thường chút nào thì tao cũng lười mày biết tính tao rồi đó không có thích dây dưa lằn nhằn mệt bỏ mẹ với cả em cũng coi là biết điều ra khỏi nhà có mang theo cái loạn gì đâu nên là tài sản hay vật dụng của tao vẫn còn nguyên vẹn nè Thà nó không trả lời thì còn đỡ Nghe nó trả lời xong mà mình chỉ muốn lăn quay bất tỉnh nhân sự với nó Mày là nhất, mày là quan số 1, mày thứ hai không ai chủ nhật đâu Tuấn Lại bận đi một thời gian Đến một hôm em đang ở nhà Thì thấy màn hình hiển thị thằng Tuấn gọi điện Rồi tự dưng mí mắt trái em giật giật như điên luôn Giá quan thứ sáu mách bảo có chuyện chẳng lành Nhưng chẳng lẽ nó gọi mình tắt máy Thế xong cuối cùng em cũng quyết định nghe điện thoại Vừa nhấc máy là thằng Dũng liến thắng Ta chuẩn bị cưới nha Dũng ơi Hai tuần nữa đến chung vui với tao nha Ôi tổ sư xét đánh ngang tay là có thật nha mấy bác Cảm giác đúng kiểu xét đánh ăn cái vô đầu em Làm em ngất liệm cỡ mấy giây gì đó Mới trả lời lại được thằng Tuấn Mày đùa tao hả Ly dị được một năm đã cưới Đến ông Sơn 60 tuổi Bốn đời vợ gần nhà tao còn éo tốc độ được bằng mày luôn á Như không thèm để ý đến việc em đang khịa nó Tuấn nói tiếp Thì yêu rồi phải cưới chứ sao Mà mày cũng biết ẻm đó Tao cưới em Loan con bà chủ quán cà phê ở đầu ngõ nhà tao Mà tao với mày hay ra đó uống nè Mày cũng gặp mấy lần rồi còn gì Đến nước này rồi thì em tuyên bố không có huynh đệ gì hết Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy Cái thằng bạn trời đánh Nay tao mà không xả tao không mang hậu Nguyễn luôn Đờ mờ thằng Tuấn kia Mày có nhiều cái tao chưa muốn nói rồi đó nha Làm éo gì mà có thằng nào gần 35 mà cưới lần thứ ba Mày tính lập tao tán gia bại sản Đi ra đường hít mùi hít đất cho quen hay gì Vờ đời chim mén đám cưới ở tao thì nhận của mày 2 triệu tiền mừng. Xong hai cái đám cưới của ông thiệt hại cờ mình nợ của tao 6 triệu rồi thằng đợi trời đánh. Đi lầm đi lốn thế. Thì mỗi lần kết hôn xong ly dị mày trả con mẹ nó luôn tiền mừng cho tao đi. Để lần sau ông đây đổi cái phong bì khác mừng. Gọi là có qua có lại. Mà thôi đi. Hay là mày coi như tao đi xuất khẩu lao động bên tay rồi. Không có đi đám cưới được. Chứ tao cảm giác như tao là sao quả tạ của mày không bằng. Đi lần nào về chia tay lần đó thì thôi. Thôi đi đờ mờ ngài. Tôi cũng vái ngài cả nón. Đấy em nói cỡ vậy rồi mà thằng này nó vẫn còn tưởng em nói giỡn với nó Mày mà làm luật sư mãn kinh tế chứ có phải là luật sư bên hôn nhân gia đình đâu hả Tuấn Mà hở tí là kết hôn hở tí là ly dị Mà đó các cụ bảo hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời Đời ai thì ta không rành nhưng đời mày thì chắc chắn nếu mà các cụ biết á, Sẽ đội mồ sống dậy để tẩn cho mày no đòn